xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono Sài Gòn. Hiện tại là em đang có mặt ở khu dân cư Trung Sơn, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị thấy ở đây có những cái tòa nhà chung cư rất là cao cấp, rất là đẹp anh chị. Mặc dù là huyện Bình Chánh nhưng mà nó giáp với quận 8 thành phố Hồ Chí Minh thông qua cái cầu Kênh Tẻ thôi các anh chị, nên là nó rất là gần trung tâm thành phố, nên giá trị đó cái đây rất là cao. Và nơi đây là toàn là những khu nhà biệt thự cao cấp và những khu nhà rất là đẹp dành cho các gia đình sống ở trên khu vực Bình Chánh này. Và anh chị thấy rất là nhiều những cái tòa chung cư cao cấp như thế này. Và phía bên trong, phía sau của những cái tòa nhà chung cư cao cấp thì là những cái khu biệt thự biệt lập, riêng lập đó các anh chị, nên khu này rất là đắt đỏ. Mặc dù là nghe nói là huyện Bình Chánh là một huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà khu này thì nó lại giáp với quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, nên khu này giá đất khá là cao và nhà ở đây phải nói là tính là triệu đô đó các anh chị. Thì cái con đường và khu dân cư Trung Sơn này buổi tối tập trung ăn uống vui chơi cũng khá là nhộn nhịp, nhưng mà không biết thì tình hình dịch bệnh như thế nào, nhưng mà khu này buổi tối rất là tấp nập, được mệnh danh là khu ăn chơi bậc nhất của Sài Gòn hiện nay đó các anh chị. Ngoài những cái quán xá ăn uống, những cái điểm vui chơi, còn có những cái bến đổ, bến đáp rất là quy mô và hoành tráng. Và khu này thì được gọi là khu ăn chơi có thể nói là lớn nhất Sài Gòn. Ở đây thì có địa hình khá là lý tưởng, các anh chị thấy đường xá thì thông thoáng đẹp và còn có bờ sông với hàng dương khá là đẹp luôn các anh chị. Buổi tối thì ra đây ngồi uống cà phê bờ sông, ngắm sông gió mát rất là lý tưởng. Ở đây còn có một cái quán bún gòm của anh Hoài Linh là các anh chị, solo entertainment ăn với nhau bún gòm, ăn là ghiền bún bò bún mọc. Nhưng mà bây giờ thì đóng cửa bỏ phế luôn rồi, đóng cửa bỏ phế luôn rồi chị, xe tua tơi tả. Biết là quán này của anh Hoài Linh hay là anh Hùng Danh, Hùng Vốn, Hùng Tiến nữa, người nổi tiếng mà Hùng cái gì cũng đủ kiểu hết trơn, chỉ là lấy thương hiệu, lấy danh tiếng để cho người khác mở quán. Anh chị cũng có nữa, gọi là Hùng Danh đó, Hùng Danh thôi, hoặc là Hùng Vốn, Hùng luôn cả vốn bỏ vô để mà mở một cái quán, hoặc là quán này là quán riêng của anh Hoài Linh cũng không biết. Nhưng mà lấy thương hiệu là bún gòm, bún bò, bún mọc Hoài Linh chính mời, anh chị thấy không? Nhưng mà bây giờ là bỏ luôn rồi, sau mấy tháng giãn cách xã hội thì quán cũng không còn trụ được nữa, bỏ luôn. Xe tua tơi tả. Giờ là bỏ phế luôn rồi chị. Hoài Linh bún gòm. Sau những cái lùm xùm về sao kê từ thiện vừa qua thì anh Hoài Linh cũng vướng vào khá là nhiều tai tiếng về vụ chậm trễ giải ngân quyên góp từ thiện 6 tháng đó các anh chị, 14 tỷ, thì vụ này cũng khá là lùm xùm. Xong rồi tới bây giờ là cái quán này coi như không thể nào khôi phục hoạt động luôn rồi, bỏ luôn rồi các anh chị. Ẩm thực bún gòm Hoài Linh, cà phê phở bò, bún mọc, cơm tấm, bít tết bò né, đặc biệt cơm phần dân phòng. Cái mặt bằng này cũng khá là đẹp, nhưng mà bún gòm đành bó tay rồi. Kế bên có hầm rượu van nữa nè, nữ hoàng hầm rượu van. Cũng khá là đẹp.
cùng chung số phận với quán Hoài Linh 4G luôn đó các anh chị. Xe tua tơi tả. Thì sau khi anh Hoài Linh vướng vào những cái tin đồn, sau khi cái vụ chậm giải ngân tiền từ thiện thì cũng vướng vào những cái tin đồn lùm xùm, những người nổi tiếng thì luôn gọi là chuyện nhiều sóng gió về dư luận đó anh chị. Thật sự thì mình không có người trong cuộc nên mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà trên mạng thì mỗi người đồn đoán mỗi kiểu, ăn chơi sa đọ cờ bạc gì đó, vỡ nợ cũng không chừng, đó là những cái tin đồn trên mạng thôi, nhưng mà mình không biết thật sự như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ là thật sự như thế nào. Mình nghe, mình chỉ suy ngẫm, mình chỉ suy luận và mình chỉ biết như vậy thôi anh chị, chứ cũng không có bàn sâu nhiều về vấn đề của riêng ai. Và khu Trung Sơn này thì anh chị thấy quán xá khá là nhiều không? Buổi tối thì rất là đông, buổi tối rất là đông vui, quán xá khá là nhiều. Ngoài ra thì các cái đường nhánh vào bên trong thì chủ yếu là khách sạn các anh chị. Mỗi một khu đều có một cái đặc điểm riêng. Khu Trung Sơn này thì ăn chơi, bia bọt, rồi khách sạn, massage. Những cái điểm như vậy thì cũng khá là nhiều ở trên địa bàn Hồ Chí Minh. Ví dụ như quận Bình Tân thì anh chị có thấy cái khu vực Tên Lửa cũng rất là nhiều khách sạn, massage, quán xá, ăn chơi, rồi nó dính liền với nhau. Quận Phú Nhuận thì có khu Phan Xích Long, và khu Phan Xích Long. Rồi quận 10 thì có khu Sư Văn Hạnh, nhưng mà riêng cái khu vực Bình Chánh này thì có khu Trung Sơn. Và khu Trung Sơn thì rộng lớn hơn những cái khu kia các anh chị. Những cái khu quận 10, quận Phú Nhuận, bên quận Bình Tân đâu nó chỉ tập trung trên một cái con đường ngắn nào đó thôi. Còn riêng cái khu Trung Sơn này nó tập trung chơi khá là rộng trên cái địa bàn của huyện Bình Chánh. Lúc nào cũng vậy, tập trung những cái quán ăn chơi, ăn nhậu, bia bọt. Thì kế đó thì cũng có vài quán massage. Và rồi thì phần còn lại là khách sạn. Tập trung, nói chung như là gắn kết với nhau, cũng như là tay trái, tay phải đó các anh chị. Ăn nhậu xong thì massage, rồi khách sạn. Đó là những cái quy luật ăn chơi, ngủ nghỉ rồi. Người ta gọi là đại tứ tiệc của con người mà. Ăn ngủ và ấy ấy đó các anh chị, nên là nhu cầu cần thiết của con người không thể nào chối cãi được. Quá trời khách sạn nằm trên cái con đường này các anh chị. Khu này thì buổi tối rất là nhiều quán nhậu, và đặc biệt là những món dê và dê núi. Dê nướng Ninh Bình, dê nướng dê bảy món này rất là nhiều. Đặc sản dê và cái khu Trung Sơn này, anh chị thấy khách sạn quá trời không? 2 giờ 50k, 3 giờ 70k, qua đêm 180 đến 200k, rất là nhiều. Ở đây em chỉ đi một cái con đường tượng trưng cho các anh chị xem thôi, chứ khu này còn rất là nhiều cái con đường nhánh như thế này, và cũng là rất là nhiều khách sạn. Khu này hồi xưa thì nó cũng chỉ là một vùng đất hoang vu đầm lầy thôi, sau này được quy hoạch lên được thành khu dân cư, nó phát triển dựa theo khu dân cư của Phú Mỹ Hưng rồi đó các anh chị, nên là bây giờ khu này rất là phát triển. Ngày xưa thì những khu này hoang vu đó, và giống như là địa bàn quận 2 Thủ Thiêm rồi bây giờ vậy. Ngày xưa cũng chỉ là đầm lầy dựa nước rồi thôi, nhưng mà sau này được san lấp mặt bằng tạo nên những cái khu gọi là siêu đô thị, rất là phát triển, rất là đắt đỏ trên địa bàn của mình khai thác cái khu dân cư. Và ngày xưa đó là hoang vu, là cỏ, nhưng mà sau khi đưa nó lên thì nó thành gọi là những khu đô thị siêu đắt đỏ, anh chị thấy không? Và những khu biệt thự mà bỏ quen, và có thể là do thuê mặt bằng mắc quá không ai thuê. Sau đại dịch này rồi thì
tình hình kinh doanh nó có thay đổi đi rất là nhiều các anh chị. Ví dụ như những cái mặt bằng lớn, những cái mặt bằng đẹp thường thì chủ không nổi, bởi vì giá thành nó khá là cao. Thì xu thế kinh doanh của dịch thì bệnh thì tập trung mở dạng quán nhỏ là nhiều, và ăn theo lề đường đó, và ngồi lề đường nó có khoảng cách an toàn, người ta tự tin an toàn để mà sử dụng dịch vụ hơn. Là vào những cái khu nhà hàng sang trọng, những cái khu máy lạnh rồi thì người ta sẽ sợ hơn, sợ lây lan dịch bệnh. Nên là bây giờ thì xu thế là chuộng ở ngoài lề đường, và quán nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ở ngoài lề đường, ngồi vỉa hè thông thoáng thì sẽ chuộng khách, sẽ chuộng hơn các anh chị. Đây là một trong những cái đường nhánh nhỏ của khu Trung Sơn. Các anh chị thấy hotel quá trời luôn. Đa phần ở đây là người ta thuê, thuê mặt bằng để mở hotel, chứ không phải là nhà người ta kinh doanh hotel đó các anh chị. Đa phần thì là thuê hết à. Có thể là thuê một căn nhà nguyên căn 70-80 triệu, khoảng 100 triệu, rồi mở khách sạn. Đó là cái những cái ngành nghề nhưng mà người ta làm tập trung như vậy nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, bởi vì nói về khách sạn, nói về ăn chơi thì người ta sẽ biết ngay đến cái khu Trung Sơn này. Còn mình làm riêng biệt, riêng lẻ, lẻ tẻ thì người ta không có biết, để mà tập trung lại một chỗ để mà vui chơi. Còn mình làm tập trung như vậy thì nó sẽ trở thành một cái khu nổi tiếng, mình dễ bày hoạt động, kinh doanh nó sẽ hiệu quả hơn. Khu này cũng khá là đẹp, có cái công viên ở giữa, toàn là nhà cao tầng đẹp đẹp thôi, cũng có nhiều cây xanh mát mẻ. Những cái khu thế này nó gần bờ sông nên khí hậu nó cũng khá là mát, và ngồi uống cà phê buổi sáng cũng lý thú, cũng tuyệt vời lắm. Ở đây thì có buổi tối có rất là nhiều cái nhà hàng ẩm thực, các anh chị thấy cái ẩm thực lẩu nướng, rồi nhà hàng dê núi Ninh Bình rồi đó các anh chị. Khu này buổi tối đông vui sầm uất lắm. Thì em cũng xin dừng đoạn đôi clip ở đây, và hẹn gặp lại quý các bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video đông vui khám phá đường phố Sài Gòn và những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin chào và hẹn gặp lại.